Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dinh Marketing. Mình là Lê Xuân Dinh. Hiện tại mình là founder của Dinh Marketing. Mình có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống marketing online cho các doanh nghiệp. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến với anh chị các bạn những cái thông điệp dành cho những người bắt đầu kinh doanh hải sản, đặc biệt là kinh doanh hải sản online. Ok, trước khi đến với nội dung chính của ngày hôm nay, với anh chị các bạn nhớ bấm vào nút like, subscribe, nhớ bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất khi mà Dinh Marketing phát sóng. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Thì khi mà bắt đầu kinh doanh hải sản online ha, đặc biệt là các bạn đang bán hải sản online thì bạn cần phải trang bị cho mình một cái kiến thức, tư duy, công cụ về Internet Marketing để phục vụ trong quá trình mà chúng ta kinh doanh online. Điều đầu tiên á, bất cứ kinh doanh trong một cái lĩnh vực nào cũng vậy, đặc biệt là kinh doanh hải sản bạn ha, thì chúng ta phải trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực mà chúng ta đang kinh doanh. Nếu bạn đang kinh doanh hải sản, bạn bán hải sản online thì phải trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực mà chúng ta đang làm. Chuyên gia là một người luôn thấu hiểu về các cái nhu cầu, các cái vấn đề của thị trường, của khách hàng của chúng ta, để từ đó chúng ta sử dụng những cái kiến thức chuyên môn đó, chúng ta giải quyết các cái vấn đề, các cái nhu cầu cho khách hàng tiềm năng để giúp họ giải quyết các cái vấn đề và trở nên sung sướng hơn. Khi mà chúng ta chia sẻ càng nhiều giá trị trong cái thị trường thì chúng ta sẽ trở nên lớn hơn trong mắt khách hàng tiềm năng. Chúng ta hãy trở thành người trao giá trị lớn nhất trong cái thị trường mà chúng ta đang kinh doanh. Nếu bạn đang kinh doanh hải sản đúng không, thì bạn phải là người chia sẻ cái giá trị lớn nhất trong cái thị trường của bạn. Vậy thì chúng ta chia sẻ bằng cách nào và chúng ta chia sẻ ở đâu? Thì trong các cái video trước thì mình cũng đã nói với các bạn đó là chúng ta phải nghiên cứu được cái thị trường đúng không? Chúng ta nghiên cứu được cái đối thủ, và khi mà chúng ta nghiên cứu xong rồi thì chúng ta biết được đó là họ đang ở đâu trên Internet, và chúng ta sẽ sử dụng những cái kênh đó để chúng ta chia sẻ các cái kiến thức. Ngay lúc bắt đầu bạn học hỏi và áp dụng các cái chiến lược, các cái tư duy về Internet Marketing đó, thì chúng ta còn bỡ ngỡ, chúng ta còn chưa biết nhiều. Tuy nhiên á, càng làm thì chúng ta sẽ biết nó và rành nó. Và cái quan trọng đó là chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức mà chuyên môn đó, kiến thức chuyên gia để chúng ta chia sẻ. Nếu mà chúng ta là một người rành về công nghệ thì nó là một cái lợi thế. Còn nếu mà chúng ta không có rành về công nghệ thì chúng ta có thể học hỏi, hoặc là chúng ta có thể thuê những người giỏi làm cho chúng ta, hoặc là chúng ta thuê các cái đơn vị thứ ba, đơn vị outsource vậy ha. Vậy hôm qua mình đã chia sẻ cho các bạn những cái một cái hệ thống đúng không? Một cái sơ đồ hệ thống. Ok, hôm nay mình sẽ review lại với các bạn một cái hệ thống online bán hải sản thành công. Ok, thì đây là một cái hệ thống mà trong cái video hôm qua thì mình cũng đã chia sẻ lại cho các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ review lại một lần nữa. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta bắt đầu kinh doanh hải sản, online thì bước đầu tiên chúng ta phải nghiên cứu thị trường và đối thủ các bạn thấy không? Cái việc nghiên cứu thị trường đối thủ nó rất là quan trọng để chúng ta biết được cái cụ thể cái hành vi, cái nhu cầu khách hàng tiềm năng của chúng ta, họ đang cần gì. Nghiên cứu đối thủ để chúng ta biết được cái thế mạnh của chúng ta, chúng ta biết được những cái điểm yếu của đối thủ, từ đó chúng ta sẽ khắc phục ha. Khi mà chúng ta biết được thị trường đối thủ rồi thì việc tiếp theo là chúng ta sẽ chọn những cái kênh để chúng ta tiếp cận. Những cái kênh này là những cái kênh trên online các bạn ha, thấy mình đã liệt kê một vài kênh ở đây là ví dụ như là Facebook này, các bạn thấy không? Facebook này, hay là LinkedIn này, hay là Twitter này, hay là YouTube này, vân vân, là các cái website. Đó, thì chúng ta phải biết những cái kênh mà nơi có khách hàng tiềm năng của chúng ta đang tồn tại để chúng ta tiếp cận ha. Ở cái việc là chúng ta tiếp cận như thế nào á, thì chúng ta phải trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của nền kinh doanh bằng việc chúng ta chia sẻ các kiến thức, chia sẻ là đào tạo, là hướng dẫn các bạn ha. Chúng ta chia sẻ các cái bài viết nè, đó, các video nè, các cái hình ảnh nè, các cái trang landing page để chúng ta thu hút được khách hàng tiềm năng. Đó, chúng ta phải trở thành cái người chia sẻ lớn nhất trong cái thị trường của chúng ta đang kinh doanh. Khi mà chúng ta chia sẻ như vậy thì chúng ta sẽ thu hút được một cái lượng khách hàng tiềm năng rất là lớn. Chúng ta đi thu hút khách hàng tiềm năng chứ không phải là đi tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Các bạn phải có một cái tư duy như thế này các bạn ha, khi mà làm online. Khi mà chúng ta thu hút khách hàng tiềm năng về cái hệ thống bán hàng, các bạn thấy ở đây là cái hệ thống bán hàng đó. Thì trong hệ thống bán hàng này thì mình thiết kế ra ba cái dạng sản phẩm: sản phẩm đầu phễu, sản phẩm chủ lực và sản phẩm cuối phễu. Sản phẩm chủ lực là cái sản phẩm mà chúng ta đang kinh doanh, hầu hết mọi người đều đem cái sản phẩm chủ lực ra bán ngay từ đầu cho nên họ rất là khó khăn trong việc bán hàng. Và vì vậy chúng ta khoan vội bán những cái sản phẩm du lịch mà hãy sáng tạo ra những cái sản phẩm đồ phiểu. Sản phẩm đồ phiểu là cái sản phẩm mà khách hàng họ có thể là có thể chi trả để họ mua, để họ dùng thử, để họ trải nghiệm cái sản phẩm của chúng ta, trải nghiệm cái dịch vụ. Vậy thì các bạn nên đưa ra một cái sản phẩm đồ phiểu, và cái quan trọng nữa là các bạn đưa ra một cái sản phẩm cưới phiểu. Sản phẩm cưới phiểu là một cái sản phẩm nó rất là giá trị, rất là cao. Ví dụ như khi mà các bạn bán hải sản online thì các bạn có thể đưa ra các cái gói sản phẩm như là phiếu thành viên, các bạn bán là theo năm. Thay vì là người ta mua hàng tuần, hàng tháng thì bây giờ các bạn bán một năm luôn. Ví dụ như mỗi gia đình như vậy họ dùng hải sản một năm, mình bị chi là ví dụ như 50 triệu tiền hải sản đi các bạn ha, trung bình đi. Vậy thì các bạn bán một cái phiếu thành viên là khoảng 40 triệu thôi, họ sẽ tiết kiệm được 10 triệu thay vì họ cứ mua lắc nhắc, đúng không? Thì đây là một cái dạng sản phẩm túi phễu mình gợi ý vậy ha. Vậy thì các bạn nên là thiết kế ra ba cái dạng sản phẩm chụp lên như thế này. Đó, thì khi mình ta thu khách hàng tiềm năng về bằng cái kiến thức chuyên môn, kiến thức chuyên gia của ta đưa khách hàng về thì họ có thể là trải nghiệm cái sản phẩm đồ phiểu, có thể mua hơn. Các bạn thấy nè, khi khách hàng họ mua thì chúng ta sẽ upsell lên, các bạn thấy không? Upsell lên cái sản phẩm chủ lực liền. Tại vì ngay thời điểm mà khách hàng họ mua sản phẩm đồ phiểu thì chúng ta có thể là hòa vốn hoặc là lỗ các bạn ha. Có thể là ở đây khách hàng họ không mua. Tuy nhiên các bạn lưu ý này, nếu mà khách hàng không mua thì chúng ta vẫn chăm sóc, nhớ nha, phải chăm sóc. Chúng ta chăm sóc. Rồi tiếp tục, nếu khách hàng mua thì chúng ta upsell lên sản phẩm chủ lực, các bạn thấy không? Và trong thời gian họ mua sản phẩm chủ lực của chúng ta, có thể là họ mua hàng ngày hay là hàng tuần hay là hàng tháng, hàng năm gì đó. Đó, có thể là họ cũng không mua khi mà chúng ta upsell lên sản phẩm của phiểu, các bạn thấy không? Thì chúng ta tiếp tục chăm sóc. Thì tương tự như vậy, chúng ta tiếp tục chăm sóc. Và giả sử đi, khi mà chúng ta upsell lên sản phẩm của phiểu này, có nghĩa là họ đã đồng ý họ mua một cái phiếu thành viên để sử dụng hải sản trong một năm chẳng hạn ha. Thì có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc bán hàng cho khách hàng rồi. Và tiếp theo các bạn phải lưu ý này, chúng ta phải chăm sóc cho họ, chúng ta chăm sóc chứ không phải là họ đăng ký phiếu theo năm thì chúng ta không chăm sóc được. Các bạn nhớ chăm sóc họ nha, chăm sóc để cho khách hàng biết được đó là họ khi mà họ sử dụng cái sản phẩm của chúng ta thì họ có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, họ rất tự hào với nhiều người. Thì các bạn sẽ chăm sóc bằng các cái kênh như là các cái social media, email marketing, có thể remarketing lại. Đây cái kênh chăm sóc các bạn rất là quan trọng ha. Đó. Trong quá trình mà chúng ta kinh doanh hải sản, có thể chúng ta kinh doanh thêm một lĩnh vực gì đó, đúng không? Và cái việc mà chăm sóc như thế này là chúng ta cũng có thể là chào hàng thêm các bạn ha. Chúng ta có thể chào hàng thêm bằng việc upsell hay là cross sell hay là down sell hoặc là bán sản phẩm mới đi chẳng hạn, chúng ta có thể chào hàng thêm khách hàng đó. Và chúng ta xin lời giới thiệu từ họ và chúng ta bắt đầu thu hút những khách hàng tiềm năng từ họ về lại cái hệ thống của chúng ta. Thì đây là một cái hệ thống gọi là automation, sử dụng các cái công cụ của internet marketing, hoàn toàn automation. Và nếu mà bạn đang xem cái video này và xem tới giờ này thì mình nghĩ hầu hết các bạn cũng đang muốn set up một cái hệ thống online để kinh doanh bán hải sản hoặc là bán một thứ gì đó. Mình thì đã dành rất nhiều thời gian để học hỏi, nghiên cứu cái mô hình này, và nó rất phù hợp với những người bán hải sản online. Nếu bạn có theo dõi những cái video trước thì cũng đã biết mình có rất nhiều khách hàng đã thành công khi mà áp dụng cái mô hình này. Và bạn cũng biết đó, để set up một cái hệ thống này thì bạn rất mất nhiều thời gian và công sức. Mình đã chia sẻ cho bạn là hầu hết cái cách để chúng ta set up cái hệ thống này, từ cái bước 1 cho đến những cái bước cuối cùng. Tuy nhiên để nhanh hơn và áp dụng vào công việc hiệu quả thì mình có một cái gói dịch vụ đồng hành cùng với bạn để hướng dẫn một cùng với bạn, để giúp cho bạn tạo ra một cái hệ thống nó nhanh hơn và mang lại hiệu quả nhanh hơn. Cái chi phí thì rất là cao, tuy nhiên nếu mà bạn thực sự đã đầu tư thì hãy inbox với mình. Trong video này thì nếu bạn đăng ký gói dịch vụ này, bạn sẽ được nhận rất là nhiều ưu đãi từ mình. Chỉ có trong video này các bạn nha, cái video này mình không có chạy quảng cáo. Bạn xem video này có nghĩa là bạn đang quan tâm tới cái việc kinh doanh online và xây dựng cái hệ thống automation. Nếu bạn quan tâm tới cái gói dịch vụ mình đồng hành cùng với bạn để hướng dẫn bạn cách setup này thì các bạn có thể là tìm đâu đó các cái thông tin trên phần mô tả hay là trên kênh YouTube của mình, một cái địa chỉ để liên hệ với mình thôi. Hoặc là các bạn có thể liên hệ với số Zalo là 0967773043 để kết nối trực tiếp với mình. Ok, nếu các bạn thấy video này hay nhớ bấm like và share cho nhiều người biết ha. Họ sẽ cảm ơn bạn vì bạn đã share được cái video này cho họ. Và một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này. Các bạn nhớ bấm like và subscribe, nhớ bấm vào chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất khi mà Dinh Marketing phát sóng. Cảm ơn quý anh chị các bạn rất là nhiều. Bye bye.